chào tất cả các bạn đang xem kênh YouTube của Jamie Ploy. Ở bài trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách đọc và cách viết 44 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Thái rồi. Và ngoài 44 chữ cái đấy ra thì tiếng Thái còn có thêm 32 nguyên âm nữa để có thể ghép được thành một từ hoàn chỉnh có nghĩa. Và nguyên âm đó là những nguyên âm nào thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho các bạn 32 nguyên âm. Nguyên âm trong tiếng Thái thì có cả nguyên âm ngắn và nguyên âm dài. Có nguyên âm thì đứng ở sau chữ cái, có nguyên âm thì đứng ở đằng trước chữ cái. Và khi nào mà các bạn nhìn thấy có gạch ở đằng trước như thế này có nghĩa là có một chữ cái nữa ở đằng trước. Còn nếu như mà có gạch ở bên dưới thì có nghĩa là có một chữ cái ở bên dưới. Còn nếu như mà có gạch ở giữa có nghĩa là có thêm một chữ cái nữa ở giữa. Và cũng như vậy, có gạch ở đằng sau thì sẽ có một chữ cái ở đằng sau. Và cách đọc các nguyên âm sẽ như thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn từ đầu đến cuối. Nguyên âm đầu tiên đọc là ạ. Ạ. À. À. Ị. 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 Ư. 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 U. 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 E. 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 O. 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 Ơ. 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 Ia. 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 Ưa. 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 Ua. 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 Âm. Ai. Ai. Cái này có cách đọc giống nhau nhưng mà cái ai này có cách gọi là ai mái muốn, còn ai này là ai mái ma lay. Au. Au. Rư. 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 R. L. 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 Với hai từ L. L này thì không dùng đến nhiều nữa. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách đọc 32 nguyên âm trong bảng chữ cái. Và nếu như chúng ta đã biết được 44 chữ cái và 32 nguyên âm thì ở những bài học đọc tiếp theo thì các bạn sẽ đọc được dễ dàng hơn. Còn video lần này thì chỉ ngắn gọn như thế này thôi. Nếu bạn thấy video clip này hay thì đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của Jamie Ploy nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.